Thủ tướng hạ tiếp lãi suất, nới điều kiện vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nghiên cứu nới các điều kiện vay, hạ thêm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời hơn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ SME tối ngày 6 tháng 7. Ông Vũ Văn Thân, Chủ tịch SME cho biết, ảnh hưởng từ dịch và tình hình thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm doanh thu, việc làm do đơn hàng ít, đầu ra khó và chi phí nguyên nhiên liệu vật liệu vẫn tăng cao. Ông Thân đề nghị chính phủ và các bộ ngành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, giảm thêm lãi suất, xem xét thành lập quỹ, dùng đòn bẩy tín dụng hỗ trợ vốn cho họ. Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm hơn 97% doanh nghiệp cả nước. Thủ tướng dẫn một kết quả khảo sát 10.000 doanh nghiệp gần đây cho biết, hơn 59% cho rằng khó khăn lớn nhất là đơn hàng. Trên 51 gặp vướng mắc liên quan tới tiếp cận vốn, còn lại là thủ tục hành chính. Vì thế, theo ông, ngoài những biện pháp chính phủ, bộ ngành đã triển khai vừa qua như giảm thuế, giãn hoãn nợ phí ngân hàng nhà nước cần điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng hơn qua tăng cung cầu tiền tăng tín dụng giảm lãi suất và nới điều kiện cho vay để vốn vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng cần lắng nghe chia sẻ nhiều hơn có trách nhiệm và cùng nhau gỡ khó khăn ngân hàng phải đặt mình vào địa vị doanh nghiệp và ngược lại thủ tướng nói về yêu cầu các địa phương vào cuộc cùng ngân hàng doanh nghiệp tháo gỡ từng lĩnh vực dự án theo số liệu của ngân hàng nhà nước Dư nợ tín dụng tới cuối tháng 6 tăng gần 3,6%, mới đạt 1/3 kế hoạch năm nay 14-15%. Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại giảm bình quân 0,7%, còn mặt bằng lãi suất vay đã hạ 1% so với cuối năm ngoái sau 4 đợt điều chỉnh lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước. Liên quan các gói tín dụng ưu đãi, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng thúc đẩy gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nhà ở xã hội, 10.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp gỗ và lâm sản thủ tướng sẽ giả soát lại các quỹ nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ về đào tạo nhân lực cơ chế ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo chuyển đổi số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ thủ tướng giao ngân hàng nhà nước nghiên cứu triển khai các gói tín dụng để kích cầu tiêu dùng bộ kế hoạch đầu tư giả soát các quy định để giao các dự án đầu tư hạ tầng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về những khó khăn liên quan tới đơn hàng bộ công thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại phát huy hiệu quả các fta và đàm phán các fta mới đa dạng hóa thị trường sản phẩm chuỗi cung ứng nâng cao chất lượng sản phẩm và hàng hóa